Đây là một cái thạp gốm hoa lâu có lắp. Đấy. Đây này. Đây này, thấy chưa? Nó đổi màu đấy, mọi người có thấy nó đổi màu không? Đây là đĩa gốm vẽ nhiều màu, đồ dùng của nhà vua thời Lê Sơ. Cạnh vuông trang trí hoa sen. Ở đây là tượng đá chim phượng. Ở đây, ở phía dưới đây là tượng đầu rồng trang trí góc mái. Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại video tiếp theo trên kênh của mình. Hiện tại thì mình đang có mặt ở trong Hoàng thành Thăng Long. Hôm nay mình sẽ có một cái chuyến tham quan khu Hoàng thành Thăng Long. Bây giờ thì xin mời các bạn sẽ đi cùng mình sẽ khám phá quanh khu vực Hoàng thành Thăng Long xem ở trong này có những cái gì đặc biệt nhá. Xin mời các bạn cùng đi với mình. Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với video tiếp theo trên kênh của mình. Hiện tại thì mình đang có mặt ở trong Hoàng thành Thăng Long. Đây là cái khu mà bán vé và cái khu mà để khách tham quan vào qua cửa vào trong khu Hoàng thành Thăng Long để tham quan. Bây giờ thì xin mời các bạn cùng vào tham quan cái khu Hoàng thành Thăng Long này với mình nhé. Đây là khu vực bán vé mọi người. Vé người lớn là 30.000 một vé. Thế mất luôn à? Mất luôn. Này nó là đếm soát người không ạ? Cứ vé qua cửa là mất luôn. Đi qua để cắt. Để vào tham quan bên trong thì mình sẽ tham khảo qua cái sơ đồ này nhé. Đây là khu vực di tích Đoan Môn, có hố khảo cổ Đoan Môn này, khu vực múa rối, lối lên xuống cầu thang, lối tham quan tầng 1. Đó, bây giờ mình sẽ di chuyển vào bên trong. Đứng từ trên di tích Đoan Môn thì chúng ta sẽ nhìn thấy toàn bộ khu vực sân Đoan Môn và nhìn ra phía cột cờ Hà Nội ở bên phía bên kia. Đó, cho tay mình chỉ kia là cột cờ Hà Nội nhá. Đó, còn đây là sân Đoan Môn này. Và hiện tại chỗ mình đang đứng là Đoan Môn. Và trên màn hình các bạn đang nhìn thấy đó là chính là khu di tích Đoan Môn. Ở đây được trang trí rất là nhiều đèn lồng. Xung quanh luôn mọi người này. Rất là đẹp luôn ấy.
Ôi đẹp chưa? Đấy, kia là ngoài cổng Đoan Môn đi vào nhé. Giờ mình sẽ đi vào bên trong, tiếp tục đi vào bên trong. Bên trong còn rất nhiều điều để chúng mình khám phá. Xin mời các bạn cùng đi vào trong với mình nhé. Martin. Đây là tượng tượng đầu rồng trang trí đầu lóc mái. Đây là tượng đầu rồng. Mình đi vào bên trong này. Đây là ngói chữ nhật trang trí mặt linh thú. Ngói chữ nhật trang trí mặt linh thú. Ở bên này là tượng mặt người. Tượng mặt người bằng đá. Ở đây là đầu ngói ống trang trí mặt linh thú. Đầu ngói ống lợp mái, lợp góc mái trang trí mặt linh thú. Anh qua xe xa xa nhìn toàn bộ toàn cảnh. Đây là ngói ngói ống lợp góc mái, đầu trang trí linh thú, đầu tượng linh thú. Đầu tượng linh thú là được làm bằng đất lung. Ở đây là làm bằng đất lung. Ở bên này là cái bát nhỏ gốm sứ men xanh. Bình rượu. Đây là bình rượu này. Vò vai có 6 quai. Trong. Được làm bằng gốm sứ men. Đây, ở đây là có những cái bát được làm bằng gốm sứ men xanh. Đĩa nhỏ, đây là bát lớn. Ở đây là vò vai 6 quai. Ở đây là ấm thân hình cầu, vai có 5 quai. Đây là ngói úp lóc. Ngói úp lóc gắn tượng nguyên ương. Đây là tượng nguyên ương. Ngói úp lóc tạo hình quầng sáng. Phía dưới này là gạch in chữ Đại Việt Quốc Quân Thành Truyền. Đây là ngói úp lóc gắn tượng nguyên ương. Khu vực này là gạch vuông để trang trí hình tháp Phật. Đây là ngói ống lợp điểm mái gắn với cả để trang trí. Đây là đầu rồng thành bậc này. Đầu rồng, không biết đây là mảnh vỡ thân rồng. Đẹp nhỉ. Đây là mảnh vỡ thân rồng. Còn đây là cái thân rồng này. Ui, đây là con này là con ngói ống lợp điểm mái tượng nguyên ương, tuyệt ương nguyên ương này. Còn đây là cái đầu sư tử. Nghi. Đầu sư tử. Quay ở góc ngoài trong hết hết cả. Quay rồi. Còn ở trên đi cả. Còn ở trên cũng là cạnh vuông trang trí hoa sen. Ở đây là tượng đá chim phượng. Ở đây, ở phía dưới đây là tượng đầu rồng trang trí góc mái. Đây là cái loa. Đây là cái chiếc loa này mọi người. Đây là một cái âu để trang trí hoa mẫu đơn. Đây là mảnh bát. Cái này giống bên kia. Cái này cũng giống bên kia. Nhưng có cái này là khác. Cái rượu này. Gốm sứ hoa lam. Tước. Gốm sứ men lâu. Gốm sứ hoa lâu. Bình rượu bé thế. Bình rượu này là to rồi. Đây là thuyền tán thảo dược. À, đỉnh ta lăn lăn như này này. Lăn lăn thuốc này là đúng rồi.
Đây là phía trên này là đầu linh thú này, trang trí thế. Mái góc kiến trúc tôi cũng... Đây là góc rồng. Góc bên mái. Này cũng góc mái. Đây, bình rượu. Vừa lại là bình rượu nhỏ. Đây là bình rượu. Bình rượu to. Đây là bình. Bình tì bà. Vại. Bình tì bà. Và trên kia là một cái đĩa nhỏ. Đây bình vại. Đây bát. Đây là các bình hoa. Bình rượu, bình hoa. Vại. Đây là đĩa nhỏ. Đĩa ngói. Đây, đây là đồ cổ đây. Ô, đây, 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 đây. Cái này này. Bình vôi. Cái bình vôi này các cụ ngày xưa hay ăn trầu. Đúng rồi. Đây. Đĩa nhỏ với cả bát này. Đây là răng hoa rồi. Đây còn những cái tượng người phụ nữ, đầu tượng quan viên. Sao có cái kiếm ở đây? À, vậy. Đây, đây là những cái mũi tên anh Dân. Đây, đây là những cái mũi tên. Đó, ở dưới này là cái gương soi. Dao thái cau. Ra đây có. Để các cụ ăn trầu ngày xưa á. Đây là hộp đựng vôi ăn trầu. Đây đây. Quay sang đây là mình. Đây. Đây là chuôi dao cau. Dao được còn cau. Của các cụ ấy ăn trầu. Và đây là súng thần công khắc chữ tứ đại súng nhất hiệu. Đây là hết cái gian trưng bày, chúng ta sẽ đi ra ngoài. Đấy, xin mời các bạn ra ngoài này, chúng ta đến tham quan. Ở đây có một cái chuông đồng kìa. Thư em quay đây em gửi kìa không? Đây là Thiên Hạ Thái Bình, chuông đồng. Đây là một cái ban hưng công. Mang như này để em về em cắt ảnh với bạn chụp rồi em lấy được ảnh. Ở trên này là một cái trống rất là to này. Và có một chú rùa đá ở đây. Anh quay gần bên kia cái nóc bên này cho mọi người xem. Đây là cái giếng đá nha mọi người. Giếng đá này đã được tìm thấy tại hố khai quật ở phía đông điện Kính Thiên năm 2017. Ở đây là khu trưng bày báu vật Hoàng cung Thăng Long. Mời các bạn cùng vào đây để khám phá xem trong này có cái gì nhé. Đây, đầu tiên là mình thấy ở đây là mô hình kiến trúc men xanh lục thời Lê Sơ, thế kỷ thứ 15. Đây gọi là một cái chậu lớn đựng nước. Đó, một chậu rất là to ở đây. Chậu lớn đựng nước, vai trang trí khắc chìm. Văn hoa đồng tiền đắp lổi văn cánh sen thời Trần thế kỷ 13-14. Tiếp tục đi vào bên trong này. Ở đây là bình rượu này. Bình rượu hoa lâu. Bình rượu gốm hoa lâu. Thân tạo hình bông sen thời Lý thế kỷ 11 và 12. Ở đây là chậu gốm men trắng. Chân đế chỗ thủng văn hoa cúc dây thời Lý thế kỷ thứ 11 và 12. Ở đây là một cái đĩa gốm lớn men xanh, lòng khắc chìm văn, dây lá,
thời Lý thế kỷ 11 và 12. Đây là lắp hộp men xanh lục trang trí lỗ hình rồng và vân mây thời Lý thế kỷ 11 và 12. Ở đây là liễn gốm men ngọc. Thế này là chậu gốm hoa lâu. Đây là một cái thạp gốm hoa lâu có lắp. Thế này thấy chưa? Nó đổi màu đấy, mọi người có thấy nó đổi màu không? Đây là đĩa gốm vẽ nhiều màu, đồ dùng của nhà vua thời Lê Sơ. Thời bát của nhà vua. Lại tí nữa người ta đấy, nó đổi màu đấy mọi người. Ghé bên kia đầu lên này, lên như lên, lên bắt đầu vẽ lên từng từng lát một cái. Đĩa gốm vẽ nhiều màu. Lên đúng hình con rồng luôn nhá. Đẹp chưa? Đấy, yeah. Bắt đầu vẽ. Đấy, nó vẽ từng led một. Làng quê Việt Nam nhỉ? Quê thì trong vùng. Đẹp nhỉ? Đấy, lên hết hình rồi đấy. Cái đó. Đĩa gốm. Đây, cái khu vực này là khu vực Điện Kính Thiên. Mình sẽ quay một vòng vào đây cho mọi người cùng xem nhé. Hai bên chỗ cái bên này được trang trí những cái đèn lồng màu vàng rất là nổi bật, rất là đẹp. Còn phía lên thành là những cái con tượng bằng tượng rồng bằng đá. Đây, mình quay sơ qua cho mọi người xem. Rất tiếc là cái khu vực này không được vào. Mọi người cùng xem qua hình ảnh như thế này. Bởi vì thực ra bên này cũng chỉ làm cái lư hương và cái chỗ ban thờ thôi. Đây lối lên Kính Thiên đây. Lối lên khu di tích Kính Thiên. Đây có biển chỉ dẫn đây. Ở bên này là điện Kính Thiên. Trong này là khu vực khảo cổ học 18 Hoàng Diệu. Đấy, phía đằng này là di tích hầm chỉ huy tác chiến.
Đây là di tích hầm Chỉ Huy này. Phía đằng này là di tích hầm Chỉ Huy này. Còn phía ngoài này là phía khảo cổ học 18 Hoàng Diệu. Đi thẳng là di tích cách mạng D67. Và phía bên này, phía bên này là điện Kính Thiên. Đây mình đi vào chỗ khi chỗ di tích cách mạng nhá. Bên này có những cái cây xà cừ rất là to nha mọi người. Này. Ôi dồi ôi. Cây xà cừ và bên này là cây sấu. Cái phía bên này là cây sấu này. Sinh năm 1924. Hôm nay là mình đi vào ngày thường nên là khách cũng vắng ấy. Không quá đông. Đầu tiên là mình nhìn thấy cả một cái vườn bưởi treo lủng lẳng, những cái quả bưởi treo lủng lẳng ở đây. Đây, đây di tích cách mạng nó phía bên này. Sẽ đi sang phía bên này nhé mọi người. Đây, đây là một cái vườn bưởi. Ôi, quả bưởi này nó to chưa? Ôi, quả này ăn được rồi đây này. Đây, vì sao mà quả bưởi nó có chữ phúc? Đây, bây giờ thì mình biết rồi. Vì sao mà quả bưởi nó có chữ phúc đây? Hóa ra là người ta đã bọc vào như thế này, bọc vào một cái khuôn như thế này để nó tạo thành chữ này. Đây nữa, chữ lộc, chữ phúc, chữ lộc, chữ thọ. Đây, được bọc hết lại mọi người ạ, để tạo, để quả bưởi nó sẽ có cái hình. Trong kia mấy quả nó bọc bao nhiêu? Như bó bó đây, này chữ phúc này. Đây là quả bưởi có chữ phúc này. Đấy, có chữ phúc này. Những cái quả bưởi bọc kia là đều có cái khuôn đấy, con tạo chữ trên hình của bưởi. Phía đằng này có một cây thông. Cây thông ở đây là cây hoa lan đúng không? Hoa ngọc lan này mọi người. Ôi, ở đây có một cây hoa ngọc lan to, à, to, rất to khổng lồ. Đúng rồi. Đây, và cái góc này bảo sao mình thấy mùi thơm. Đó, nhưng mà rụng hết rồi. Rụng hết rồi. Đúng rồi, à, quay lên là quả gì đây? Quay ngài. Quả gì đấy? Biết. Đào đào. Quả gì? Quả gì đấy? Quả đào ấy hả? Không phải. Mưa. Mưa. Tự nhiên lại ở đây lại vừa mưa vừa lắng đấy mọi người. Đào đào. Quả trứng gà. Ồ, quả trứng gà. Lê Kim Ma. Quả trứng gà. Quả trứng gà. Quả trứng gà. Quả trứng gà xanh. Đây, quả trứng gà. Đây là cái gì nhỉ? Cái này là món gì nhỉ? Này không phải tre. Trục. Trục. Nhà Nhật. Đi vào trong này xem là còn cái gì nữa không? Trong vào. Ở đây lại vừa mưa vừa lắng nhé mọi người. Có bưởi đây. Ô, trái bưởi này rất là lạ nhỉ. Nó ngơ, nó ngơ. Đây này, trên này có hai cái trái bưởi này, lạ chưa? Đi trộn cho lên, à lên chẳng có gì. Xấu cả. Trong này còn nhiều xấu. Thì các bạn đi chạy mưa. Giờ gạch gì kìa. Đang gạch gì nhỉ? Đúng rồi, mấy xe này xe cổ. Xe cổ. Ở quá tuyệt. Ở trong này rất là nhiều cây cổ thụ nha mọi người, cây to. Ở trong này là di tích hậu hậu gì? Di tích hậu lâu. Trong này là di tích hậu lâu. Mình sẽ khám phá. Đấy, thế anh quay cái phía đằng này hãy nhìn thấy nhá, vừa mưa vừa lắng luôn này. Đằng này thì mặt trời nhá, nhưng mà vẫn đang mưa đấy mọi người. Ủa? Đang mưa rất là to. Vừa mưa vừa lắng á. Đây gạch này là gì? Ôi đây này. Đây này vòng đây mưa. Và chú mưa một lát đã xong rồi đi tiếp. Đi chỗ đi hết rồi. Trong kia cũng là khu trong kia, anh chỉ quay vào thôi, chúng tôi đứng ở đây quay được ạ. Ở trong kia vẫn là vườn bưởi. Ở đây là hoa lan. Hoa lan mọi người ạ. Còn phía trong góc trong kia là vườn đào với vườn hồng.
còn một cái khu nhà riêng nữa kìa anh kìa. Một khu nhà nữa. Đang mưa to. Đang mưa quá rồi, bác không mình phải đi sang bên đấy, cứ mưa luôn rồi. Đang mưa to này. Chạy. Em dính mưa. Tắt máy đi một tí nữa, tôi chạy sang đấy rồi quay tiếp. Tắt máy đi một tí. Cái đường này vườn đào và vườn hồng. Mặc dù mưa nhưng mình sẽ vẫn đi review để mang những cái hình ảnh chân thật nhất cho các bạn xem và khám phá cái khu khu này là khu Hoàng Thành Thăng Long nhá. Ui, hoa 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 lan, hoa lan, hoa lan này màu lạ chưa này. Lại đóng đường này, đường ra ấy nhá. À Phùng Phương nhỉ. Phương. Đấy di tích Hậu Lâu đây bố. Từ đấy là đường về chắc xe đây. Di tích Hậu Lâu chúng ta. Đây di tích Hậu Lâu chúng ta tiếp tục đi sang bên này. Đây là cái di tích Hậu Lâu này mọi người. Mưa quá mọi người ạ. Đó. Khi nào có gì thì ấy thì em gọi lại. Đi đá thôi. Nha. Mưa đang mưa rất to đó mọi người nhìn ở đây này. Mưa này. Có bà chú là chú à? Thế vào cái gì? Vào cái di tích kia là mưa. Chúng mình vừa đi đến cái khu di tích Hậu Lâu thì là mưa rất là to luôn mọi người. Hậu Lâu có nghĩa là phía đằng sau rồi đấy, là cái đoạn cuối của cái di tích Hoàng Thành Thăng Long rồi. Mình sẽ đi tiếp vào cái khu di tích Hậu Lâu để quay cho mọi người xem ở bên trong có gì nhá. Nhưng mà hiện tại thì mưa to quá, mình phải đứng trú ở dưới một cái gốc cây to này. Đấy. Đây là đang mưa rất là to. Đấy mọi người thấy mưa trắng trời luôn đây này. Đây này mọi người thấy mưa to chưa? Mưa trắng trời luôn nhá. Đấy, vào đến khu cuối là khu di tích Hậu Lâu rồi thì bắt đầu mưa. Mưa trắng trời luôn này. Phía ngoài này là đường Hoàng Diệu mọi người. Đó. Còn là phía thẳng bên kia là cái khu đấy là khu tòa nhà Quốc hội. Sau cơn mưa thì trời lại nắng mọi người ạ. Mọi người nhìn này. Đấy vừa nãy trời mưa to tầm tã như vậy nhưng mà bây giờ lại nắng rồi đây này. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đi di chuyển đến di tích Hậu Lâu. Đây, đây là di tích Hậu Lâu nhá mọi người. Sẽ di chuyển ra bên khu di tích Hậu Lâu. Trời ơi mưa to như thế mà nó tạnh ngay được mọi người ạ. Đúng là cơn mưa bất chợt. Đây là khu di tích Hậu Lâu mọi người. Ở đây có một cái hoa rất là đẹp này, cái hoa trắng nở đẹp chưa? Đây, mình quay cái khu di tích Hậu Lâu rồi. Mọi người xem. Đây. Mình đã đọc sơ qua về cái lịch sử để xem là cái gì nào. Di tích Hậu Lâu, Tĩnh Bắc Lâu, Hậu Lâu còn gọi là Tĩnh Bắc Lâu, có kiến trúc gốc thời Nguyễn năm 1821, xưa là nơi ở của các cung tần mỹ nữ, hộ giá nhà vua mỗi khi tuần du Bắc Hà. Cuối thế kỷ 19, Hậu Lâu hư hại lặng, người Pháp đã cải tạo và xây dựng lại như hiện nay. Bây giờ mình vào bên trong là xem Hậu Lâu này có cái gì đặc biệt nhá. Phía trên cầu thang này xem ở trên này có cái gì nhá.
sống chứ. Ui, cái cầu thang này nó rất là cao. Đây là phía đường Nguyễn Tri Phương. Đây là cái điện thờ. Không được quay trong trong điện đâu. Chúng ta lấy đi. À, chỗ này thì trắng rồi mọi người. Cửa này đóng rồi. Không lên được nữa. Gọi là hậu cung. Đúng rồi. Phía này là nhìn ra đường Hoàng Diệu. Đúng rồi. Đấy. Thế là hết. Đi khô không? Đâu không? Là gì đi? Đâu? Dốc. Dốc thế. Dốc. Ủa. Mọi người đi lên đây. Chắc chèo bom mà đi là. Đi. Người nó bé. Một vòng khu di tích Hoàng Thành Thăng Long. Bây giờ thì mình xin phép kết thúc video này ở đây. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye. Trong cái khu vực ở Hoàng Thành Thăng Long này, những cây hoa được tỉa rất là đẹp. Những cây cảnh, những cây hoa được chăm sóc rất là kỹ càng và được tỉa rất là đẹp nha mọi người. Đây. Mình quay lại một vòng để cho mọi người cùng ngắm lại khu vực Đoan Môn. Bầu trời hôm nay rất là đẹp, sau một trận mưa rào thì bầu trời rất là sáng và rất là đẹp.